chào các con. Hôm nay chúng ta viết bài chính tả bàn tay mẹ. Các con lắng nghe cô đọc. Bàn tay mẹ. Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc. Đi làm về, mẹ lại đi chợ, nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy. Bài viết của chúng ta hôm nay, các con lưu ý những tiếng sau. Tiếng tay, ở đây các con sẽ ghép âm tờ với vần ai, khác với tiếng âm tờ với vần ai. Tiếng tay ở đây là bàn tay hoặc là đôi bàn tay, khác với tiếng tai. Tai ở đây ai, lỗ tai. Tiếng thứ hai các con lưu ý là tiếng hằng. Hằng ở đây âm hờ ghép với vần ăn, á, ngờ ăn, dấu thanh huyền trên đầu âm á. Các con thường hay viết lẫn lộn với tiếng hàng, thiếu âm dấu á trên đầu âm a. Tiếp theo các con lưu ý tiếng biết. Tiếng biết ở đây âm bờ ghép với vần yết, y, e, tờ, yết. Biết ở đây là biết bao nhiêu là việc, khác với âm cờ. Các con thường hay viết lẫn lộn với tiếng biết, y, e, cờ, yết là xanh biết. Tiếng việc ở đây là việc làm, cho nên âm vờ ghép với vần yết, y, e, cờ, yết, khác với tiếng Việt, âm vờ ghép với y, e, tờ, yết là Việt Nam. Tiếp theo, ở miền Nam và miền Bắc, các con thường hay lẫn lộn, miền Bắc hay lẫn lộn tiếng nấu. Các con hay viết là lấu, âm l khác với âm n. Đây là nấu cơm. Tiếng giặt. Ở đây là âm g ghép với vần ắc, á, tờ ắc. G ắc giặt nặng giặt. Ở đây là giặt quần áo. Các con đừng viết âm giờ. Âm giờ ghép với vần ắc là dè giặt. Các con lưu ý những tiếng mà cô vừa mới nhắc nhở các con để viết cho đúng. Bây giờ cô và các con sẽ viết bài nhé. Bàn tay mẹ. Đề bài các con lưu ý viết vào cho cô 4 ô. Bàn tay mẹ. Bàn tay mẹ. Bàn tay mẹ. Chấm sang dòng. Các con lưu ý đầu dòng thuộc vào một ô. Đầu dòng các con nhớ viết hoa. Hằng ngày đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc. Hằng
ngày hàng ngày hàng ngày phải đôi đôi bàn tay của mẹ 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 phải phải làm biết bao nhiêu là việc 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 cô và các con dò lại câu này nhé. Hằng ngày phải đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc chấm sang dòng. Các con lưu ý nhớ lui thụt vào một ô. Đi làm về, mẹ lại đi chợ nấu cơm. Đi làm về, mẹ lại đi chợ nấu cơm. Đi làm về đi làm về đi làm về phải mẹ lại
lại, đi, đi, chờ, chờ, mẹ lại đi chờ. Mẹ lại đi chợ, phải, nấu, nấu, cơm, cơm, nấu cơm, nấu cơm, chấm. Cô đọc lại. Đi làm về, phải, mẹ lại đi chợ, phải, nấu cơm, chấm. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy. Mẹ Mẹ còn tắm cho em bé, bé, mẹ còn tắm cho em bé, giặt một một chậu, chậu tã, tã lót, lót đầy, đầy, giặt một chậu tã lót đầy, giặt một chậu tã lót đầy, chấm. Cô sẽ đọc lại câu này. Mẹ còn tắm cho em bé, phải, giặt một chậu tã lót đầy, chấm. Hết. Cô và các con dò lại bài, kiểm tra lại xem các con viết sai chỗ nào, các con chỉnh sửa nha. Bàn tay mẹ, chấm sang dòng. Hằng ngày, phải, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc, chấm sang dòng. Đi làm về, phải, mẹ lại đi chợ, phải, nấu cơm,
chấm. Mẹ còn tắm cho em bé. Phẩy, giặt một chậu tã lót đầy. Chấm hết. Các con kiểm tra lại, soát lại bài một lần nữa đi nha. Xem thử những tiếng nào sai, các con sẽ chỉnh sửa lại. Vừa rồi cô và các con đã viết xong bài chính tả rồi đấy. Bây giờ cô và các con sẽ chuyển sang phần bài tập nhé. Bài tập 1. Điền vần an hoặc ác vào phần chấm chấm. Kéo đàn. Tát nước. Đánh bóng bàn. Bây giờ các con sẽ điền từ thứ nhất, kéo đàn. Các con sẽ điền vần gì nào? Kéo đàn ở đây các con kéo vần A, N, An. Kéo đàn. Tát nước. Các con sẽ điền vần gì nào? Đúng rồi, các con sẽ điền vần A, T, A. Tát nước. Đánh bóng bàn. Các con sẽ điền vần gì nào? Đúng rồi, các con sẽ điền vần A, N, An. Đánh bóng bàn. Cô và các con sẽ đọc lại nha. Kéo đàn. Tát nước. Đánh bóng bàn. Cô và các con vừa hoàn thành xong bài tập 1. Bây giờ cô và các con sẽ sang bài tập 2 nhé. Bài tập 2, các con sẽ điền chữ G hoặc G ghép vào phần chấm chấm. Cô đọc từ để các con lưu ý. Nhà ga gần thác. Đàn gà cái ghế. Gạo nếp. Ghi chép. Nhà ga. Ở đây các con sẽ điền âm gì nào? Đúng rồi, các con sẽ điền âm G. Âm G sẽ đi với âm A. Nhà ga. Gần thác. Các con sẽ điền với âm gì nào? Đúng rồi, các con điền âm G ghép. Gần thác. Vì trong vần N, E, nhờ N có âm E. Các con sẽ điền G ghép. Đàn gà. Các con sẽ điền âm gì nào? Các con sẽ điền âm G. Âm G đi với âm A. Đàn gà. Cái ghế. Âm E sẽ đi với âm nào nào?
Đúng rồi. Âm E sẽ đi với G ghép. Cái, ghế, gạo, nếp. Các con sẽ điền âm gì nào? Gạo nếp, tiếng gạo, các con sẽ điền âm G. Từ tiếp theo là ghi chép. Các con sẽ điền âm gì nào? Đúng rồi, các con điền âm G ghép. Ghi chép. Qua bài tập hôm nay các con cũng lưu ý những âm có e, i luôn đi với G ghép. Còn những âm còn lại các con sẽ điền âm G đơn. Cô và các con cùng đọc lại nhé. Đàn, nhà, ga, gần, thác, đàn, gà, cái, ghế, gạo, nếp, ghi, chép. Vậy cô và các con đã vừa hoàn thành xong bài tập 1 và 2 của bài chính tả bàn tay mẹ rồi đấy. Cô xin chào các con nha. Chúc các con học giỏi. Cảm ơn bé đã theo dõi video này. Hãy like, comment và share video này nhé. Và bé hãy đăng ký kênh để xem nhiều video hơn nào.